Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Và đây là những tựa game Solid hay và hot trong những tháng vừa qua trong iPad. Và mình sẽ chơi tựa game đầu tiên, Solid Bomb. Let's go. Quanh đầu, quanh bên phải hoặc bên trái gì đó thì các bạn có thể được chọn Solid và Coolest. Và mình sẽ vẫn chọn chơi này thôi. Let's go. Được như quả vừa rồi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid Racing. Let's go.
Ok, 3v3. Let's go. Wow. Oh my god. Ôi là sao mình lại bị bắn trúng luôn. Rồi mình sẽ phải vượt trung gian. Oh my god. Oh my god. Bị quả vượt nên hơi đau. Wow, bị vượt quả hơi đau thật. Ok. Nhưng phần sau. Rồi, tiếp tục nào. Let's go. Wow, còn bắn mình nhờ. Không bắn người khác mà lại còn bắn chúng mình thôi. Mong sao mình không bị bắn. Ok, let's go. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh tiếp theo. Solid 4. Let's go. Ok. Rồi, đây là tựa game các bạn đùa này, rất hay. Ok.
thôi. Sau đó thì mình sẽ trường. Yeah, ok. Ồ, anh chàng kia không có gì cơ. Wow. Oh my god, bị đâm rồi. Nhưng sao mình vẫn đang đứng đầu. Oh, bị vượt rồi. Mình có phải bị vượt không? Chưa. Let's go. Ok, tốt một rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Sonic Dash. Oh my god, mình không đến rồi, đâm lại chết. Ok. Cứ tưởng nó còn chạy cho nên không bị gì. Ai ngờ nó đang hết từ lâu rồi. Ok, let's go. Rồi, ăn cái lâu thôi. Đâm ra mình đông màu cá là chết luôn. Ok hết rồi. Let's go. Rồi mình sẽ sang bên này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sonic Runner. Let's go.
À, trông vậy thôi nhưng rất khó các bạn nha, thì nó không dễ đâu. Thì nữa nó sẽ rất là nhanh và các bạn không cẩn thận là các bạn sẽ không qua được. Oh my god, phí chứ ạ. Để xem sao. Biết là cái gì? Ồ, như kiểu không được ăn. Wow. Không được ăn sao rồi, bị khóa cái ăn sao rồi. Mà sắp về đích rồi. Wow, được 2 sao thôi. Thế đi chết. Ok. Let's go. Cố lên, cố lên. Đã đủ 3 sao. Wow, wow. Ok. Let's go, level 8. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sonic CD. Sega. Nhanh thế. Không biết bay đâu rồi. Đây rồi. Wow.
mình sẽ là cố gắng các bạn. Đấy là ok, và bây giờ mình sẽ sang tới game tiếp theo, Solid One. Sega. Sega. Wow, mình chưa có nào. Bây giờ mình sẽ lấy nào của này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Let's go. Sẽ là gì? Chạy à? Chạy 400m. Ok. Jump là nhảy. Ok, let's go. Okay, cái này chơi hơi khoai một chút, mình chưa hiểu lắm. Bây giờ như thế nào đây? Let's go. Let's do that again sometime. Looks like fun. Let's do this.
Giờ này chạy tiếp 400 mét. Đúng không nhỉ? Ok, let's go. Đúng 400 mét luôn. Speed nhỉ? Cái là tốc độ. Jumping. Nhảy. Ok, nhảy trước. Let's go. Oh my god. Ok, mình đã hiểu dần dần ra rồi. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.